chào các bạn nhá. Ao của mình chính thức xong anh em ạ. Chuẩn bị thả cá được rồi. Đoạn kia thì nó không được đẹp, mấy các bạn đang xúc khi nó bị sạt bên anh Phong xuống nha. Tại bên kia kè đá trước thì mình đã phải kè đá thêm. Thì nó không được vuông mấy. Mình đoạn vựa cuối cùng nhá. Hôm nay anh em mình sẽ tổng kết nha anh em nhá. Làm ao xong rồi anh em mình trên này thì ao yếc cái thứ mình hay tổng kết bằng vitamin Go. Nên anh em mình cũng không ngoại lệ, cũng sẽ tổng kết bằng vitamin Go nhá anh em. Thường thì đang rửa bát này nha nha. Mình xúc nốt đống đất này đây. Giềng giã ra với mà ít mắc khén các thứ này anh em nhá. Mang mắm tôm ra chớ ăn luôn thôi nào. Đúng là vitamin cao thật. Ăn xong luôn đi. Ủa làm lạp ăn đi. Mỗi ngày một đùi đi. Riêng mà thằng chú anh chúng mày tao chấp. Chấp nhắm mắt, nhắm mắt rồi. Ông gì vẫn áng. Riêng chú anh chúng mày á, tôi nhắm mắt chơi với nó. Ở khu bản mình, ở khu anh em mình còn có người ăn tay hơn chú ra. Bảo là nếu mày gặp chú chỉ chấp chú một mắt thôi thế à? À nhắm mắt chứ đúng không? Nhắm mắt chấp, không cần nhìn. Ông hơn hoa đấy. Tay hơn hoa. Chị ngoài nhá, chú Long đang mang ít sâu bọ cho ăn các bạn ạ. Vận chuyển bằng con đường ruộng. Thế này. Sâu bọ rồi, mùa sâu bọ rồi. Mùa sâu bọ rồi anh em ạ. Sâu nùn, sâu bọ dừa anh em ơi. Ui con này ăn được, con này này. Lấy luôn đi, nướng luôn đi anh Phong. Anh không ăn được thì nướng cho chú anh ăn. Anh Phong này có vẻ là không ăn được mấy cái món đấy mấy các bạn ạ. Kém lắm. Không bằng chú anh rồi. Cho anh lấy hết rồi à? Lấy hết bó cung ăn sâu bò rồi à? Em có nói gì đâu. Tay này làm gì tay thon cho anh. Tay cầm cuốc cầm xẻng thôi. Ui. Nước sẽ được ở đây chú nhỉ. Tay này nó không giống tay chú cho anh ạ. Món chấm mắm tôm vào cho anh. Đây món luộc
chấm mắm tôm với xả với còn cái trong túi cái này cái gì đấy, ốc à? Cái này là món pịa anh em nhá, pịa ốc đấy nhá. Đây là món giả con nhà bà Cầy. Ôi trời em ạ. Sợ nhất qua đi máy cho anh ạ. Đây anh em ạ, mắm tôm. Thưa anh em không cho muối đâu nhỉ, dạ Cầy mà. Anh khụt. Cho một tí, không cho nhiều. Thôi anh em ạ, món rồi vitamin gâu gâu của anh em mình đây. Quá sướng anh em ạ, đây siêu to khổng lồ. Tí nữa mình sẽ luộc lên chấm với tẩm chéo ăn. Siêu ngậy. Tí nữa mình sẽ gạ đọ với chú anh. Cuộc thi ăn nòng vitamin gâu gâu. Hôm nay trời khá nóng anh em ạ, anh em mình ăn cho nó bớ ra. Nó nóng ra đi. Hợp phết đấy, trời nóng ăn thịt chó như này. Trời nóng như thế này ăn thịt chó, tí là anh em mình ăn thịt chó xong là anh em đi ăn quả mít. Ăn quả mít xong là tí là anh em mình ngâm nước. Ăn quả chuối tiêu vào. Hợp đúng không? Là không hợp của nó. Uống nhiều khang một ong vào. Đấy. Đúng mấy ba con tuổi nói chỉ có đúng. Súng nướng à? Anh em làm cái súng nướng, cả vi nướng luôn. Nướng nguyên tiêu. Chúng ạ. Hả? Các bạn xuống đây không có tôm chơi. Chợp mình có mà. Nó giả. Hôm đấy mình với bác Khánh đi tìm cả lêm. Sắp được rồi bác Khánh này. Ông Sơm đúng không? Hôm đấy nhưng mà anh em mình chỉ một nó ai nhỉ? Ông Sơm còn đây sẵn còn lên 8 súng nữa. Có xong thử tiết đi. Cái gì cũng được chèo thì này. Anh cái nhân giảm nhanh lắm đâu rồi. Chó này hôm nào anh em mình làm ra đi, làm sống đi cho anh. Mình thích lắm rồi. Ôi trời ơi, làm sống quá không. Còn ngọt chân vẫn ho mà ho xí ra thịnh. Lạnh. Lạnh không bé ạ? Lạnh không hay nào. Khẩu là lạnh mà nó thèm. Tài đó như vậy. Sau bỏ cánh cứng. Cái này cắt kê đi. Cắt cái cánh với cả cắt cái xương đòn. Đã chuẩn bị cắt cườn anh em nhá. Vậy là cảm ơn các anh em thợ đã đến giúp và hôm nay là tổng kết. Tí ra anh em mình mang cái gì tú kia đánh xuống tí rồi lấy lại nhỉ. Đây. Nó lưng. Tao để kiến đin. Sao mà bây giờ đấy hết rồi. Nó tao đồ lan. Nó hả bác khai em chịu khác rồi. Sơ. Cắt lọc hả? Cái lưng chưa là sắp ở trên loài với cái này. Sơ này yếu là Tay mà cứ nó đi đâu. Ai khâu hán xương sáu khâu kém ăn dưới nó ơi. Nó phải.
Thôi mọi người lên nào. Lên. Thắng to nhá. Cảm ơn anh em đến giúp nhá. Come on nhá. Let's go. Lên. Bác Khánh nhà trẻ mãi không già nhá. Ok. Cho đầy má đâu rồi. Ôi cho nó rất là đẹp. Giờ bác trước công rồi. Đi sau bác thôi, đi thôi đừng cứ đi trước. Sao phó thôi là phó thôi. Thôi cả. Cảm ơn nhá. Tất cả bên xe là khó điều đó. Cái đó khó là sống sướng đó, ở lòng đó. Cảm ơn nhá. Nào chú Long nhá. Mới đây nhá. Thảo ăn nè bố nhá. Mới Khánh ăn cơm đi. Không ăn cơm thoải mái. Ăn luôn ăn. Thìa vào bố. Ăn đi Khánh Sky. Cái to kia anh em không thái đà. Tí lên em qua. Gặp mà. Kiến Gâu gâu là phải có lá mơ cho anh ạ. Thì ăn gâu gâu lá mơ anh em. Đi đi giúp thắng. Quỳ tôn đức thắng. Thải nó hết chất chứ anh em. Nếu mà để nó thải chắc anh em không biết ăn rồi. Mời anh em nhá. Lá mơ ngon anh em ạ. Thôi nhiều quá, anh Cụt này đang chấm ngon này cho rượu vào đúng không? Ừ. Ai đọc rồi. Được nhiều quá. Anh Cụt có biết ăn rồi. Hả? Cho anh nhỉ? Làm quá nữa. Rồi anh em ạ. Lá mơ. Cái tôm vào. Có ít mắm tôm vào. Ui giời. Mình ăn sâu bọ đây. Chú anh ăn mắt đi. Rồi. Sâu bọ nhá. Quá ngợi anh em ạ. Ngợi đấy. Đâu anh Cụt ở đây kia đi. Anh Cụt bỏ đúa xuống tí đi. Anh Cụt chỉ có đèn bia bỏ tí đi, nóng thế này. Đằng sau nhìn kiểu ghẻ ác. Đừng giấc nhìn kiểu ghẻ ác. Cả cái mông kia cũng ghẻ lên. Rơi đá này này. Rơi đá. Sợ đừng nha. Miên đâu, mất à, lúc xoắn ở ngoài đó. Cơm mà cơm tẻ nhá. Cơm tẻ ai ăn cơm thì đấy nhá. Kì nhớ. Nhớ màng nó xuống đất. Ôi. Làm miếng rồi. Để cho anh em thêm nói nào. Cái gì mà giống giống nhau nhưng mà khác tổ tiên là cái gì nhá? Anh em giống nhau nhưng mà tổ tiên là không giống nhau. Không hòa gì. Rồi anh em không nói nữa. Sờ nó lên màn hình 2. Còn đi màn hình 2 ấy, anh em thì hơi buồn tí nhỉ.
Bàn thì 2 kia to thế đi. Đi nước à? Đi đi. Đi quá. Hàn cái này này. Đi đâu đây? Còn không? Cái gì vậy? Nó lấy nào? Bằng nhau. Mình uống ngon bằng nhau cho anh ạ. Anh em hết rồi, một lọ này tí rồi tí làm tí đúng không? Nó ngon. Nào anh em đi ăn. Ăn cơm món rượu mận xem nào. Ngon rồi anh em, mình hôm nay chế đỉnh cao đây đúng không? Này. Ủa mỡ ác anh em ạ. Ngon nha. Ngon. Sâu bọ đầu mùa anh em ạ. Ờ. Ngon. Món này cho anh thử à? Sợ. Món này đã phát hiện ra món cho anh không ăn được nhá mọi người nhá. Đó là con bò nùng. Ăn được mà, ăn được mà. May cho anh không ăn được ấy. Lấy cái luộc này anh cụt. Ngon thật. Lâu rồi không ăn vitamin G, nhưng mà thời tiết này không hợp mấy vì nóng anh ạ. Chú anh sao ấy? Sao lại cứ lên bên đấy? Nó ác rồi anh nhỉ? Không lo kiểu uống bia nó ác. Trứng cũng lên ăn. Kiểu không uống hơn một tháng rồi. À thế thì chú kiểu đang nóng gặp lạnh. Nó là sung lên sung lên đi. Gọi là nó sung nhau ấy. Kiểu nó vỡ màn hình ấy. Bọt lò to đây. Biết rồi này. Tẩy này. Đây anh Mừng, cứ cho tí lại có rồi mà. Hết bia thì lại có rượu. Rượu bia đúng không? Có tiền rồi, có tiền nhiều rồi, uống bia thoải mái đi. Anh em đây đi, đi chó đi. Mời em nhá. Bác phi con có đắng may không? Nhà ăn được không? Ông ăn đi nhá, bố ăn đi nhá. Ăn mạnh vào. À, hôm nào là khởi công cắt rui nhà ao ở bên kia đâu? Hôm nào canh nó làm cái bù nhà nó xong ra đúng không? Lúa. Lúa à. Em làm đúng mùa nó chứ. Thôi mời anh em nhá. Thế thôi. Mời mọi người nhá. Anh Phong là cũng tham gia với anh em mình, nhưng mà anh Phong là anh ấy không ăn vitamin G nhá mọi người nhá. Nên không tham gia với anh em được. Anh ấy đang bị vitamin gút. Một có kiểu có hiện tượng ấy, nên là anh ấy đang kiêng. Ôi lên đi ơi. Cắn ra ông nhá. Một đỏ thôi nhỉ. Ôi Chiều lời đấy. Đi ra. 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 Đi